Bon Bon TV. 2, 3. Yeah, em thắng rồi. Đùi gà là của... Anh nhìn gì vậy? Hơi xì. Xời. Hả? À, trả đùi gà cho em. Anh không trả đây. Hai anh em lập tức lao vào đánh nhau, nhưng không may miếng đùi gà bay ra ngoài cửa. Đúng lúc này, bố dẫn theo một người phụ nữ lạ mặt vào nhà. Wow. Ôi là trời. Ngon không anh? Ngon lắm. Ủa? Đùi gà của con. Em có sao không? Từ nay cô ấy sẽ là mẹ kế của hai đứa. Sao ạ? Mẹ kế? Một thời gian sau. Anh nhìn kia. Tuyệt quá. Cô ấy uống cái gì mà trông ngon thế nhờ? Ngay sau đó, hai anh em bắt đầu theo dõi mẹ kế của mình để tìm hiểu mọi chuyện. Cô ấy đang làm cái gì thế nhỉ? À! Tiếng gì vậy? Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Hay quá. Bắt quả tang nha. Dạo này cô hay làm mấy hành động lạ. Cô là người xấu đúng không? Mẹ, mẹ có làm gì đâu. Mẹ chỉ đang uống Milo thôi mà. Milo của hai con đây. Thật cả. Wow, sữa này ngon quá. Còn có vị cacao ngon thật. Lại còn thơm nữa. Uống xong lại muốn thêm hộp nữa. Mà sao hôm nay cô lại đứng trước gương cười thế? Là để ngắm chiếc áo này này mẹ vừa mới săn được từ Milo. Áo khoác này rất đa năng, mặc đi đâu cũng được. Lại còn đa kiểu dáng, ba màu, ba cỡ, tùy chọn. Đã thế, mặc để chống nắng, chống gió gì cũng ngầu. Wow, đẹp quá. Milo đang có chương trình thiết kế áo khoác ý chí có 102. Cách thức tham gia thì siêu dễ. Bước 1, vào website Milo để tự tay thiết kế chiếc áo khoác ý chí theo sở thích. Sau đó lưu hình ảnh đã thiết kế về máy. Bước 2, chia sẻ hình áo khoác đã thiết kế cùng hashtag Milo có chí thì nên về trang Facebook cá nhân của bạn, chế độ công khai. Bước 3, bình luận đường link bài đăng trên trang Facebook cá nhân của bạn và bài đăng thông báo về chương trình tự tay thiết kế áo ý chí trên Facebook Milo Việt Nam, kèm theo một số may mắn từ 01 đến 999. Milo sẽ chọn ra 1.500 bài có tương tác cao nhất và comment trúng con số may mắn để tặng áo khoác. Chương trình đang diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12, chỉ dành cho 1.500 bạn có bài chia sẻ được nhiều lượt tương tác nhất và bình luận trúng con số may mắn. Con cũng muốn tham gia. Là đây. Wow. Kho báo chính là thứ hai đứa muốn có đấy. Lên đường tìm kho báo thôi. Vâng. Anh có chắc biết xem bản đồ không vậy? Chẳng phải trước mặt là cái hồ. Chắc người ta mới lắp. Rồi ạ, à, đi đường này. Hai anh em lại tiếp tục đi theo chỉ dẫn của tấm bản đồ. Theo như bản đồ thì ở đây chắc chắn có một kho báo nhỏ. Tìm thấy rồi, anh nhìn này. Đào thôi. Có phải lan nè. Thơm thật đấy. À, nóng quá. Ngon nhờ. Theo bản đồ thì ở đây cũng có kho báo nhỏ. Anh ơi, ở phía trước. Đào lên thôi. Đây rồi. Nhanh 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 nhanh. Ngay lập tức hai anh em đào lên một chiếc hộp nhỏ. Họ hào hứng mở ra thì vô cùng sung sướng. Wow, nhiều vàng quá anh ơi. Thích thật đấy. Ê, kho báo tiếp theo sẽ là của chúng mình. Ý. Cố lên, cố lên, cố lên. À, tôi thấy rồi. Chúng mình thật may mắn. Wow, cậu bóc ra đi. À, đáng sợ quá. Anh ơi, chính là chỗ này. Ôi không. Ai đó đã đi trước chúng ta một bước rồi.
mình nghỉ một lát đi anh. Chúng mình phải ăn lấy sức đã. Ơ, leo leo. Đứng lại. Em mệt lắm, không đuổi theo được đâu. À, chúng mình đào thử cái này xem. Vâng. Hey, yeah. Em đói và khát quá, không đào nữa đâu. Mình về nhà đi anh. Ừ. Sao lại bỏ cuộc dễ dàng như thế chứ? Phải cố gắng giống như các chứng minh nhí này. Nếu các cậu chưa biết thì đây là chiến binh Tí Hon. Chương trình đang diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12. Chương trình thực tế rèn luyện thể thao và ý chí cực kỳ bổ ích dành cho thiếu nhi. Chương trình có 13 tập với mỗi tập là một môn thể thao vô cùng năng động như đá bóng, bóng rổ, điền kinh, bơi lội, nhảy cổ động, trò chơi nhân gian, vân vân. Chương trình hiện đang phát sóng trên kênh HTV7, VTV Cáp 1 hoặc kênh YouTube Đông Tây Promotion và siêu ứng dụng giải trí Việt On vào lúc 20h45 đến 22h thứ hai hàng tuần. Yeah, Quỳnh Trang tuyệt quá. Nếu là em chắc sẽ không gượng dậy nổi mất. Bạn chiến binh Tí Hon thật là tuyệt vời. Ờ, thế còn bạn này? Bạn ấy đâu rồi nhỉ? Em không biết. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Đào tiếp thôi. Mở ra nào. Tuyệt quá. Là Milo anh ơi. Wow. Nhờ có Milo tiếp thêm năng lượng, hai anh em lại tiếp tục lên đường tìm kho báu kia. Wow! Áo khoác đẹp quá anh ạ. Hey, mau đưa kho báu đây. Đây là kho báu của chúng tôi. Quý báu lắm đấy, chỉ dành cho 1.500 bạn có bài chia sẻ đạt nhiều tương tác nhất và bình luận trúng con số may mắn. Đã vậy còn được tự thiết kế theo ý thích riêng nữa. Các người muốn thi tự đi mà săn. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt à? À! Ôi trời, chạy thôi. Chưa thôi bắt nạt con bà đi nha. Thôi chết. Ờ, ai đây? Mẹ kế. Mẹ. Cảm ơn mẹ đã giúp chúng con. Nhờ có mẹ mà bọn con mới được tiếp thêm năng lượng ý chí từ các bạn nhỏ trong chiến binh Tí Hon và hoàn thành thử thách ạ. Vô. Mọi người đừng quên nhanh tay tham gia chương trình tự tay thiết kế áo khoác ý chí của Milo để trình ngày áo khoác xinh xịn mịn độc nhất cho mùa đông nữa nha. Linh Trang, Amanda sôi động. Bon Bon mọt sách. Hoàng soái ca. Chucky năng động. Harley Quinn. Và các diễn viên khác.